top hai con giáp vận đỏ như son tổ tiên Hiển Linh phù trợ ra đường thì gặp quý nhân phát tài phát lộc từ nay đến 23 tháng chạp dưới đây là những con giáp ăn nên làm ra giàu có hơn người may mắn hết phần của thiên hạ từ nay đến 23 tháng chạp năm 2023 nhờ được các tinh hội hộp chiếu mệnh những con giáp có tên dưới đây dù làm gì cũng sẽ gặp được nhiều lộc lá công danh viên mãn tài lộc ngoài mong đợi À, con đường quan lộ trong thời gian tới thì nhiều người sẽ được thăng tiến Sự nghiệp thì phất lên như diều gặp gió Được cấp trên cất nhắc lên những cái vị trí cao hơn, tăng lương, tăng thưởng Tiền bạc trong túi lúc nào cũng rủng ra rủng dính Một số người còn được quý nhân tiếp dẫn, đưa đường chỉ lối Phất lên như diều gặp gió sau một đêm trở thành đại gia giàu có nhất vùng à, về mặt tình cảm thì những người độc thân có thể sẽ được những người thân, bạn bè Mai mối giới thiệu Khả năng cao sẽ gặp được ý chung nhân, xứng đôi vừa lứa, tình cảm thì êm đẹp, hạnh phúc viên mãn Vậy đó là những tuổi nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi trong chương trình ngày hôm nay à, Thưa quý vị, ứng cử viên sáng giá đầu tiên con giáp may mắn nhất từ nay đến ngày 23 tháng chạp đó chính là những người tuổi ngọ à, Quý vị thân mến, trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 23 tháng chạp thì vận khí của những người tuổi ngọ ấy, đang tăng tốc khá là nhanh kéo theo cái phương diện công danh sự nghiệp cũng đạt được nhiều kết quả đáng mừng à, được cái cắt tinh soi chiếu chiếu mệnh vậy nên là gì trong thời gian này những người tuổi ngọ đang dần dần lấy lại cái tinh thần và xoay chuyển tình thế một cách ngoạn mục theo cái hướng có lợi à, các vấn đề trong công việc cũng đều được xử lý một cách ổn thỏa à, không những vậy lại được trời thương Phật độ mở ra nhiều cái mối nhân duyên tốt đẹp cho con giáp này đặc biệt là các mối quan hệ rất mở rộng nên nó không chỉ tốt cho cái chuyện tình cảm mà còn rất hữu ích ở cả phương diện tài lộc công danh sự nghiệp à, theo đó những người tuổi ngọ có thể gặp được quý nhân được quý nhân trợ lực đồng nghiệp yêu mến cấp trên thì tin tưởng hiệu suất làm việc trong thời gian này cao hơn hẳn so với thời gian trước đó các bạn có thể sẽ chinh phục được những cái nấc thang quan trọng trong cái thời điểm cuối năm này mọi nỗ lực sẽ được đền đáp và việc các bạn làm được đều sẽ được ghi nhận và đánh giá xứng đáng nếu bạn đang muốn thực hiện những cái việc gì đó quan trọng trong cái thời điểm này thì có thể là tiến hành ngay à, những khó khăn ban đầu có thể là gì khiến cho các bạn lung lay ý chí nhưng cuối cùng ấy, kết quả vẫn đạt được một cách là tốt đẹp viên mãn cuối năm thì ăn tết giàu to với cái tinh thần phấn chấn hăng hái cũng sẽ khiến cho những người tuổi ngọ sẵn sàng mở lòng mình ra và luôn biết lắng nghe chịu khó học hỏi tích lũy kinh nghiệm và kiến thức học thêm từ những người đi trước để ngày càng hoàn thiện bản thân hơn thế nữa, những người tuổi ngọ còn không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi mà có thể. Cái sự nhiệt tình khiến cho các bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng trợ giúp khi mà cần thiết. À, nhìn chung ấy thì trong cái thời gian từ nay đến 2-3 tháng chạp cũng có nhiều cơ hội mới mở ra với những người tuổi ngọ. Đây là cái thời điểm tuyệt vời cho những ai ấp ủ những cái dự án mới hay là gì, những cái kế hoạch của mình thì trong thời điểm này cũng có thể bắt tay vào hành động ngay. À, các bạn cứ vững tin bắt đầu bằng những cái bước nhỏ nhưng mà chắc chắn à, Theo thời gian hứa hẹn các bạn sẽ ăn lên những cái nước thang cao hơn Ngồi ở những vị trí vững chãi hơn, xứng đáng hơn à, Theo đó trong khoảng thời gian từ nay đến 2-3 tháng chạp Thì cái công việc hành thông nó cũng kéo theo cái tài lộc của những người tuổi ngọ ấy, Vô cùng là vượng phát Một lần nữa khẳng định may mắn đang đứng về phía những con giáp này đó, Các bạn sẽ nảy sinh ra nhiều cái ý tưởng kiếm tiền độc đáo Giúp tiến hành những cái kế hoạch đã định từ trước đó một cách là suôn sẻ và anh thông. À, trong thời gian này thì với những người làm công ăn lương có thể sẽ được tăng lương hay là tăng thưởng bởi những cái thành quả mà các bạn đạt được trong suốt thời gian vừa qua. Với những bạn làm kinh doanh buôn bán thì đây là một khoảng thời gian khá bận rộn, đơn hàng thì có vẻ tấp nập, hàng hóa thì lưu thông trơn tru, lợi nhuận tăng đột biến. Đặc biệt, với cái sự hậu thuẫn của quý nhân thì con giáp này sẽ tìm được nhiều cái mối làm ăn tiềm năng À, cũng biết cách duy trì các mối quan hệ khách hàng lâu năm để có được một cái nguồn thu ổn định hơn, tăng trưởng hơn trong cái thời gian sắp tết này. Các bạn có thể tranh thủ cái dịp này để gia tăng thêm các kênh quảng cáo cho sản phẩm của mình nhằm thu hút thêm nhiều cái đối tượng khách hàng tiềm năng, à, giúp cho việc buôn may bán đắt nó cũng sẽ còn rực rỡ hơn nữa. À, có điều là trong thời gian này quý vị cũng cần phải cẩn thận đó, do là chúng ta làm ăn được nên bản mệnh cần phải giả soát những cái hợp đồng, giấy tờ, văn bản, pháp luật thật kỹ càng tránh phạm phải những cái sai lầm nhẹ thì cũng phải bỏ tiền túi để một thiệt hại mà nặng thì có thể dẫn đến chuyện kiện tụng pháp luật. À, thưa quý vị, trong khoảng thời gian này thì những người tuổi ngọ thì được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa nên đời sống tình cảm của những người tuổi ngọ cũng sẽ có nhiều cái tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh sẽ có khoảng thời gian thú vị, ngọt ngào bên cạnh cái người mình thương yêu nhất. Nhân duyên khởi sắc để thúc đẩy cái tình cảm lứa đôi ngày càng được tốt đẹp hơn. Đây cũng chính là cái thời điểm lý tưởng để những người độc thân mở rộng cái mối quan hệ xã giao, chủ động kết bạn hoặc là bày tỏ tình cảm nếu mà có đối tượng trong lòng. Khả năng cao sẽ gặp được những người trong mộng ở cái tình huống vô cùng là bất ngờ. À, nhưng mà đã là duyên ấy, thì gì không có thể nói trước được điều gì. À, trong thời gian này các cặp đôi cũng đang trong giai đoạn mặn nồng có thể đính đến cái chuyện hôn nhân đại sự. Quan trọng là cả hai cùng nhau trải qua nhiều cái chuyện buồn vui nhưng mà tình cảm ấy ngày càng đong đầy và không bị sứt mẻ. Đây cũng chính là cái nền tảng để xây dựng hôn nhân vững chắc. À, thưa quý vị, bước sang cái khoảng thời gian từ nay đến ngày 23 tháng chạp thì sức khỏe của những người tuổi ngọ cũng ngày càng vào ổn định hơn, không gặp phải vấn đề nào quá là đáng ngại. Cũng nhờ vào kế hoạch chăm sóc bản thân, rèn luyện thể dục thể thao của những người tuổi ngọ đang phát triển tác dụng, bản mệnh nên duy trì các thói quen sinh hoạt tốt để gì có được cái sức khỏe lâu dài. À, thưa quý vị, và để tăng cường thêm cái may mắn, tăng cường thêm tài lộc cho những người tuổi ngọ cũng như là giúp cho họ vượng nhân duyên thì những người tuổi ngọ trong thời gian này hãy lưu ý luôn mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để trợ mệnh hộ thân. Khi mang theo vòng tam hợp quý nhân thì sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, giúp hòa hợp các mối quan hệ trong cuộc sống, hóa giải những xung sát thị phi, giúp công việc được hanh thông thuận lợi, tiền bạc tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến với những người tuổi ngọ. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuổi ngọ. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai mà chúng ta không thể không kể đến đó là những người tuổi thân. À, thưa quý vị, à, bước vào khoảng thời gian từ nay đến ngày 23 tháng chạp thì những người tuổi thân gặp được nhiều cái cắt tinh chiếu mệnh lại được trời thương phật độ nên cái vận trình của những người tuổi thân vô cùng là khởi sắc kéo theo công danh sự nghiệp cũng hứa hẹn đạt được những cái bước tiến quan trọng thì đây cũng được coi là cái thời điểm có cái bước chuyển mình và con giáp này cần phải nắm bắt lấy cái cơ hội để có thể gì thể hiện phát huy cái sức mạnh tối đa của mình à, ngay từ cái khoảng thời gian từ nay đến 23 tháng chạp vậy thì các bạn có thể cảm nhận rõ cái bầu không khí chuyên nghiệp hơn sẽ thúc đẩy bản thân không ngừng tiến về phía trước. À, những người tuổi thân thì có nhiều cái ý tưởng sáng tạo và cũng là cái thời điểm để quý vị có được cái phong độ cao nhất. Một số cái ý tưởng của các bạn, một số cái đề xuất của các bạn cũng sẽ được cái gì đón nhận và giành được những cái cảm tình và đánh giá cao của những người xung quanh. À, trong khoảng thời gian này thì cũng sẽ có nhiều cái biến động do sự gia tăng về số lượng công việc. À, dù đôi khi có thể sẽ bị quá tải một chút nhưng các bạn cần sắp xếp khéo léo làm gì cũng cần đề cao quy trình à, thứ tự đổi lại các bạn sẽ nhận được cái trái ngọt nằm trong cái danh sách được đề bạt thăng chức tăng lương trong cái dịp cuối năm này đặc biệt ấy, lại còn được nguyệt lệnh nó ủng hộ nữa vậy nên ấy, trong khoảng thời gian này thì còn có cái điểm báo được tham gia những cái buổi chuyên tu đào tạo bồi dưỡng hội họp quan trọng đấy. rất có ích để cho quý vị tích lũy kinh nghiệm và nâng cao cái chuyên môn của mình à, những cái cơ hội được rèn luyện rèn giũa bản thân trong một cái môi trường chuyên nghiệp như vậy ấy, cũng không phải lúc nào cũng có. Vậy nên những gia chủ tuổi thân nên tranh thủ thời gian để tích lũy kiến thức, tích lũy nhiều kỹ năng và tích lũy kinh nghiệm. Quý vị hãy chịu khó học hỏi và trao dồi, chắc chắn sẽ có lúc các bạn sẽ có thể vận dụng và sử dụng cái kiến thức một cách nhanh chóng vào cuộc sống. À, trong thời gian này, những người đang trong quá trình tìm kiếm cái môi trường mới, chinh phục cái lĩnh vực mới, thì các bạn cũng hoàn toàn có thể thử sức vì đây là cái thời điểm vàng để nhận ra cái năng lực tiềm ẩn của bản thân À, thêm nữa lại được trời thương Phật độ vậy nên là gì nó sẽ còn mang tới cái vận quý nhân nó vượng đấy sẽ được quý nhân âm thầm giúp đỡ vậy nên các bạn cứ mạnh dạn tiến hành thực hiện những cái ước mơ của mình nhìn chung ấy, đây là lúc mà cần nhiều hơn cái sự quyết đoán và cái sự nghiêm túc của những người tuổi thân để có thể tận dụng cái may mắn hiện tại mà các bạn đang có mọi nỗ lực của các bạn cũng để đền đáp một cách xứng đáng đấy bằng những cái thành quả tốt đẹp trong cái thời gian tới dù là người làm công ăn lương hay là những người làm tự do, con giáp này thì đều có thể hài lòng với những cái kết quả mình đạt được. À, thưa quý vị, à, theo các chuyên gia tử vi học đánh giá thì trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 23 tháng chạp thì những người tuổi thân ấy, thuận đà công việc hanh thông, đường tài lộc của những người tuổi thân thì cũng có nhiều cái điểm sáng đáng mừng. Đó. À, lại được gì? Cắt tinh hỗ trợ. Vậy nên là tài chính gần như là không phải là nỗi lo với những con giáp này dù là những người làm công ăn lương hay là những người kinh doanh buôn bán thì đều có một cái khoản lợi nhuận dùng dính à, với những người làm công ăn lương ấy, thì đây là cái thời điểm mà gì lương thưởng đều có xu hướng gia tăng bản mệnh làm bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu nỗ lực bỏ ra thì sẽ đạt được những cái thành quả xứng đáng nếu có mong muốn tăng lương thăng chức trong thời điểm này thì các bạn có thể mạnh dạn đề xuất kèm theo một cái bản danh sách những cái con số lý tưởng có lẽ sẽ thuyết phục được cấp trên và tỷ lệ thành công sẽ rất là cao À, cũng trong thời gian này thì những người buôn bán kinh doanh cũng sẽ hứa hẹn gặt hái được những cái thành công rực rỡ trong cái công việc của mình các hợp đồng được ký kết tiến hành giao dịch lớn nhỏ thì đều được diễn ra xuân sẻ thuận lợi đặc biệt vào cái dịp cuối năm thì các khách các mối hàng cũng như là nhu cầu mua sắm nó gia tăng con dân này luôn ý thức được cái việc gia tăng thu nhập bằng nhiều nguồn khác nhau chăm chỉ không nề hà bất cứ công việc nào nên là cái nguồn thu của các bạn cũng khá là đa dạng lớn nhỏ đều có cả à, thưa quý vị Thu nhập tăng tiến nhưng mà đổi lại các bạn sẽ khá vất vả chạy đơn chạy đáo nhiều để lo cho cái việc làm ăn. À, có nhiều cái vấn đề cần phải đích thân các bạn xử lý. Dù phải đi xa thì cũng vẫn cần phải đi, đúng không? Cũng chứa nên giao phó cho những người mà không đáng tin cậy. Vừa tốn công sức lại vừa rất dễ hỏng việc. Đó. À, bên cạnh đó các bạn cũng nên có một cái cách quản lý tiền bạc rõ ràng để giúp cho bản thân hạn chế tiêu dùng tùy hứng. À, con giáp này vốn là những người hào phóng nên thường không tích lũy được nhiều. Vì vậy, các bạn cần phải học cách tiết kiệm. Bản mệnh sẽ thấy mình luôn chủ động được về cái mặt tiền bạc và không bị nó điều khiển nữa. À, thưa quý vị, trong dịp cuối năm thì công việc nếu bận rộn, cũng thường mải mê với những cái mối làm ăn nên là gì? Những người tuổi thân cũng có thể là cải thiện được cái thu nhập, nhưng không vì thế mà những người tuổi thân bỏ bê Sao nhãng cái mối quan hệ tình cảm của mình với những người thân. À, quý vị luôn biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống. À, thêm nữa lại được các tinh nó phù trợ nên là gì trong thời điểm này những người tuổi thân khá hài lòng với những kết quả mà mình đạt được trong suốt thời gian vừa qua à, quý vị luôn quan tâm tới bạn bè và gia đình nhờ vậy mà cũng sẽ được đánh giá cao và nhận được cái sự khuyến khích hỗ trợ từ họ khi mà cần thiết bên cạnh đó cái mối quan hệ vợ chồng thì trong thời gian này cũng đồng vợ đồng chồng đấy luôn chia sẻ và thông cảm cho đối phương nên là không khí gia đình cũng đầm ấm con cái cũng được nuôi dạy trong một cái môi trường tốt À, trong thời gian này thì những người độc thân lại càng có nhiều cái may mắn đấy đây là cái khoảng thời gian đào hoa nó khá vượng và cũng là cái, cái cơ hội tốt cho những ai đã trải qua một cái mối tình không có cái kết tốt đẹp trong thời gian trước đó thì cũng sẽ đón nhận được những cái mối tình lãng mạn à, quý vị hãy nhớ mở cửa trái tim để đón nhận những cái điều tốt đẹp nhất đến với mình à, thưa quý vị trong thời gian này thì sức khỏe của những người tuổi thân ấy cũng duy trì ở cái mức ổn định công việc bận rộn, mãi mê phấn đấu phát triển cho cái sự nghiệp và làm giàu, đa phần những người tuổi thân ấy, có ít thời gian để chăm sóc cho sức khỏe. do vậy, các bạn cần phải chú ý đến những cái vấn đề dinh dưỡng cho cơ thể. rất may là con dắt này luôn ý thức về cái việc chăm sóc sức khỏe của mình. bất cứ khi nào có cơ hội, thì quý vị cũng tranh thủ lúc rảnh rỗi mà chăm chỉ rèn luyện sức khỏe bằng những cái bài tập thể dục. vì thế nên sức khỏe và thể trạng của những người tuổi thân ấy, thì cũng ngày càng tốt đẹp hơn, không có điều gì phải đáng lo ngại cả. Vậy nên trong thời gian này để gia tăng thêm cái may mắn, gia tăng thêm cái tài lộc cho mình ấy, thì những gia chủ tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân tí thìn để trợ mệnh hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang trì chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân. À, thưa quý vị như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong thời gian từ nay đến 23 tháng Chạp. Và trong thời gian từ nay đến 23 tháng Chạp, chúng ta có hai con giáp cực kỳ may mắn tài lộc hanh thông, gì công danh thì vượng tiến. Đó là những tuổi sau. Một là tuổi Ngọ, hai là tuổi Thân. Đây là hai con giáp được trời thương Phật độ. Từ nay đến 23 tháng Chạp có cơ hội là đổi đời giàu có, giàu ú giàu ụ, sắm nhà tậu xe, đi chơi Tết rất là vẻ vang. Đó. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. À, xin cảm ơn.